Vâng, đất nước Việt Nam của chúng ta đã hòa bình được 43 năm nay rồi. Nhưng cái bọn mà chống cộng, cực đoan và bọn dân chủ quậy ở trong nước, lúc nào chúng nó cũng rêu rao và xuyên tạc về cái đất nước Việt Nam yên bình và yêu dấu của chúng ta. Thì như các bạn cũng đã biết là đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay đang là phát triển rất mạnh mẽ, đời sống của nhân dân ta ngày càng được nâng cao lên. Thì là nhưng mà chúng nó cứ xuyên tạc là cái nền kinh tế của Việt Nam hiện nay là nó thua cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về mấy cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa là như thế nào, và hiện nay và cái nền kinh tế của đất nước Việt Nam hiện nay của chúng ta phát triển ra sao, bằng những cái cảm nhận về cái cuộc sống của tôi và những cái mà đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Và vấn đề thứ nữa là tôi cũng nói cho phản biện lại chúng nó về cái vấn đề như thế nào là kiều hối. Và chúng nó cứ nói là nước Việt Nam hiện nay phát triển là nhờ kiều hối của tất cả các đồng bào hải ngoại gửi về, cho nên là nhà cửa hoặc đường xá hoặc những cái công trình phúc lợi của nhân dân thì đều phụ thuộc vào kiều hối của bên Việt kiều gửi về. Và ngoài ra thì là tôi cũng, nếu mà còn thời gian thì tôi nói về vấn đề nợ công của nước ta hiện nay. Vâng, cái vấn đề thứ nhất là tôi nói về cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa so với này của Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 thì sẽ như thế nào, và cái nền kinh tế của chúng ta thì hiện nay như thế nào. Mà bọn chống cộng cực đoan chúng nó cứ rêu rao nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa ngày xưa là phát triển lắm, là một người coi như là nuôi được hàng đống người, hoặc là coi như là Việt Nam Cộng hòa trước kia dân bản tất cả các kiểu trên đời. Và chúng nó dựa vào đấy chúng nó chê cái nền kinh tế và cái sự phát triển của nền kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Vâng, thì như các bạn đã biết là trước năm 1954 ấy, thì bây giờ ví dụ một cái nền kinh tế có muốn đánh giá là có phát triển hay không thì mình phải nhìn vào thứ nhất là nhìn vào cái GDP của cái nền kinh tế đó là như thế nào. Và ngoài ra ví dụ như mình cũng cảm nhận được cái cuộc sống ở đó là ở cái thời điểm đó là như thế nào. Thì là theo cái số liệu của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng World Bank và Ngân hàng Phát triển Châu Á, thì năm 1974 thì nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa về cái GDP ấy, thì nó người ta thì chúng mới đạt được hơn 400 triệu đô la. Thì cái thời gian đó là cái dân số của ở bên cái ở trong Việt Nam ấy, nhưng mà về phía Việt Nam Cộng hòa quản lý thì nó có cỡ khoảng xấp xỉ hơn 8 triệu người một chút. Thì là hơn 400 triệu đô la thì chia cho hơn cỡ khoảng hơn 8 triệu người thì là bình quân thì là được cái GDP trên đầu người được 54 đô la một người. Thì ở cái thời điểm đó thì cái giá trị đô la thì người ta giá trị người ta quy ra năm 2010 thì được cỡ khoảng 150 đô la một người. Đấy là cái nội lực của cái nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa. Đấy, thì là cái thời gian đó thì là cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa nó chỉ hơn các nước ví dụ là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh hoặc Sri Lanka thôi. Chứ còn so với chúng nó có bảo là nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa thì cái thời gian đó nó hơn cả Nam Triều Tiên, hơn Nhật Bản, hơn cả Malaysia, Indonesia. Nhưng mà nói chung là cái nền kinh tế hồi đó tôi nói với các bạn là thua cả Campuchia. Campuchia hồi đó là cái GDP của người ta đạt được 77 đô la trên một đầu người. Đấy, thì là mình chỉ cần so sánh với cái Campuchia thôi thì mình thấy cái nền kinh tế của cái nội lực của Việt Nam Cộng hòa như thế nào. Nhưng như các bạn đã biết thì trước năm 1975 thì nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa hầu như là phụ thuộc hoàn toàn vào những cái viện trợ của Mỹ. Thì là tôi mới đưa ra một cái số liệu là ví dụ một năm Mỹ viện trợ cho cái tiền lương ấy để trả cho cán bộ công nhân viên hoặc là trả lương các lính mà phục vụ cho cái chế độ Việt Nam Cộng hòa là 1 tỷ đô la. Đấy, 1 tỷ đô la với lại so với lại cái
tổng GDP có hơn 400 triệu đô la, thì riêng cái viện trợ để trả lương cho cán bộ công nhân viên, tức là cái quan chức của Việt Nam Cộng Hòa và binh lính của Việt Nam Cộng Hòa đã là 1 tỷ đô la rồi. Đấy. Còn ngoài ra, đấy, còn ngoài ra còn, còn không, tức là một xin lỗi, chỉ 1 tỷ đô la chứ là trả lương cho cái cán bộ công nhân viên và viên chức, đúng không? Và còn 1 tỷ đô la nữa thì là viện trợ, tức là cho nhân dân. Đấy. Tức là viện trợ cho nhân dân để phát triển hạ tầng tất cả các thứ ở ở cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thì các bạn cũng thấy đấy, thì là riêng viện trợ trả lương và viện trợ cho dân ở Việt Nam Cộng Hòa đã là 2 tỷ đô la. 2 tỷ đô la thì là so với là cái GDP của nội lực của Việt Nam Cộng Hòa thì mới là hơn 400 triệu đô la thôi. Thì cái đó cũng là một con số khổng lồ. Mà các bạn cũng đều hiểu là cái nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái bọn tư bản và bọn tư bản và bọn tài phiệt người Hoa ở Chợ Lớn. Đấy, những nhà tư bản và cái bọn tài phiệt người Hoa Chợ Lớn, người ta nắm giữ 75%. Đấy. Xin chào Huyền Nguyễn và xin chào Đặng Quang Sang, xin chào lại Giang Linh nhé. Tức là người ta giữ 75% của cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa rồi. Thì các bạn đã biết là ngày xưa ở dưới Chợ Lớn có những hội như hội Tam Hoàng, Hoàn chẳng hạn, Tam Hoàng. Thì là ngay cả cái chính quyền trung ương của Việt Nam Cộng Hòa thì cũng sợ những cái nhà tư bản, mại bản của người Hoa ở đây. Thì là năm 1900, sau khi giải phóng, thì năm 1978 thì là nhà nước ta đã đánh tư sản, thì như tất cả các bạn ở đây đều đã biết rồi. Đấy. Cho nên là với những cái viện trợ như thế thì hỏi rằng là những cái lính và những cái công chức và phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì người ta có một cái cuộc sống nó sung sướng như thế nào. Đấy, một người ngày xưa đi làm công chức chẳng hạn, hoặc là một lính chú ý trở lên, thì người ta được cấp nhà, cấp cửa, hoặc là xe pháo nọ kia, hoặc là người ta nuôi cả một cái gia đình của người ta. Đấy, người ta tính là ví dụ lương của một ông tổng trưởng nó tương đương với là bộ trưởng bây giờ, là có khả năng mua được 10 cây vàng ở những cái thời điểm đó. Đó là một con số nói chung rất là khổng lồ. Nhưng mà ngược lại cái đời sống của nhân dân, những người cái vùng nông thôn ấy, và những dân mà không ở cái dạng công chức hoặc là không ở đi tham gia cho lính ở Việt Nam Cộng Hòa, thì đời sống của nhân dân rất khổ. Đấy, một số bà con hiện nay còn sống ở những miền quê, thì hoặc là những cái người mà không phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì ở đây bây giờ dẫn chứng ở miền Nam này ra thì bà con cũng biết được cái cuộc, bà con cũng cảm nhận được cái cuộc sống cái thời gian đó là như thế nào. Nhưng bọn chúng cộng cực đoan và nhất là bọn dân chủ quậy trong nước ngày xưa là bố mẹ của chúng nó làm lính cho Việt Nam Cộng Hòa hay là làm công chức cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nó tóm lại là tôi nhiều khi tôi quen miệng gọi là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mình gọi chính xác là chính quyền ngụy Sài Gòn thì nó là chính xác hơn. Thì nhiều khi tôi lỡ miệng mà tôi gọi là chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì xin tất cả các bạn ở đây cũng thông cảm cho tôi, mà gọi chính xác là chính quyền ngụy Sài Gòn thì là cái câu ấy chính xác hơn. Cho nên là khi bây giờ chúng nó chạy sang bên kia đấy, thì chạy sang Mỹ, Úc hoặc là Canada hoặc các nước tư bản khác, thì những cái người đó người ta lao động rất là cực khổ mới có ra được một cái đồng tiền để mà sinh sống, và cuộc sống của người ta cũng không lấy gì làm gọi là sung túc cho lắm. Cho nên là người ta mới rất là nuối tiếc cái cuộc sống ngày xưa được cái ăn những cái đồng viện trợ của Mỹ ngày xưa. Và còn cái vấn đề kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa nữa là cái viện trợ về quân sự cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì có những năm ấy, thì Mỹ viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa có những năm đến 28 tỷ đô. Đấy, các bạn nói là những cái thời gian trước năm 1975 thì con số 28 tỷ đô, con số 1 tỷ đô các thứ nó cực kỳ là lớn. Đấy, có những năm đến 28 tỷ đô. Các bạn biết là ví dụ là cái GDP của Việt Nam Cộng Hòa có hơn 400 triệu đô thôi. Mà tức là tôi mới lọc ra rồi. Tôi mới lọc ra ví dụ là
Hoa Kỳ viện viện trợ cho bên Việt Nam Cộng Hòa 1 tỷ đô là trả lương này, 1 tỷ đô là coi như viện trợ coi như cho các cơ sở hạ tầng hoặc là cho cái nhân dân miền Nam, còn 28 tỷ đô là và về vấn đề quân sự thì đó một con số rất lớn. Nhưng mà cái chính quyền Ngụy Sài Gòn ấy là toàn những thằng mà nó tham ô tham nhũng, thì tất cả các anh các chị ở đây, hoặc nhất là những cái anh chị mà ở cái mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam ấy, thì các anh chị cũng đều là cũng biết rằng là cái ngày xưa ví dụ như thuốc men chẳng hạn, hoặc thậm chí cả lương thực thực phẩm gạo nước, hoặc là cái quân giải phóng miền Nam Việt Nam của chúng mình cũng mua được ở những cái mua được của cái chính quyền Sài Gòn, tức là do cái bọn mà quan lại chúng nó tham nhũng, mà một số anh gọi là cán bộ giải phóng của mình là cũng chúng nó tuần hàng ra và mình cũng sử dụng luôn cái lương thực thực phẩm của chúng nó, mà thậm chí là nhiều khi là cả súng đạn nữa đấy, thì là mình cũng tìm cách mình mua được ở chính quyền Ngụy Sài Gòn. Đó là một cái chế độ coi như là cũng rất là tham nhũng. Đấy là tôi cũng nói sơ sơ về kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 để cho các bạn biết là cái nội lực của nó là không có một cái gì hết đấy. Một năm cái GDP của nó chỉ đạt được hơn 400 triệu đô la thôi, mà khi chia cho đồng người là bình quân là 54 đô la một người, còn thua cái Campuchia cái thời gian đó là Campuchia là 77 đô la trên một người. Nhưng mà tức là cái cuộc sống của những người mà tôi nói lại, cái cuộc sống của những người gọi là công chức, của cái gia đình công chức chẳng hạn, hoặc gia đình lính của chính quyền Ngụy Sài Gòn, thì người ta sống rất là sung túc, vì là tất cả ở đó là do hầu như là do viện trợ của Mỹ toàn bộ. Cho nên là tôi tổng kết lại một điều là mình cứ nói một cái câu nó hơi nặng nề một tí, là cái chính quyền Ngụy Sài Gòn ngày xưa là một chính quyền ăn hại, không làm được một cái gì hết. Nếu mà ví dụ như chính quyền Ngụy Sài Gòn ấy, nếu mà no cho dân cho nước chẳng hạn, thì cái chính quyền đấy cũng lợi dụng cái sự viện trợ của Mỹ để là làm giàu cho đất nước.